cửa hàng nhạc cụ Trần Linh cập bến cây Yamaha BRS770. Cây đàn thì nó lúc trước thì nó bị nứt bể cạnh rồi, đã được Trần Linh xử lý đẹp lại hết rồi nha mọi người. Cây đàn hai cái cạnh nó được xử lý đầy đẹp hết rồi. Những cái chỗ này mà nó bị thay, Trần Linh đã kéo lụa để chữ mọi người nhìn thấy là nó còn rõ nét luôn ha. Và cái cây đàn này thì lý do là nó bị gia cố cạnh nứt bể cạnh, đã được gia cố lại rồi, nhìn giá nó cũng siêu rẻ luôn, chỉ có 16 triệu đồng thôi người sở hữu được cây đàn này nha. Rồi bây giờ Trần Linh sẽ cho mọi người xem cận cảnh cây đàn này, rất là đẹp nha mọi người. Đó, mặt trên này là nước sơn zin nha, chỉ có cạnh thôi thì đã làm cạnh lại rồi đó, rất là đẹp nha. Phím trắng nha mọi người, phím nút trắng tinh, cạnh bây giờ không còn cạnh nứt, rất là đẹp, và mọi người mua với giá rất là rẻ luôn nha. Rồi sẽ cận cảnh hơn nữa cho mọi người xem. Đó, bảo hành 3 tháng, đảm bảo với mọi người là bao chủ rất là zin luôn nha. Cây đàn cũng khá là đẹp. Và tặng kèm cho mọi người là bao da, chân đàn, USB dữ liệu nha. Còn cái giá đĩa sách này là của mấy cây đàn khác, Trần Linh không có tặng kèm. Những chị em nào muốn mua cái giá đĩa sách này thì cộng thêm cho Trần Linh 200 ngàn nữa là có luôn một cái giá zin ha. Rồi, phụ kiện kèm theo là bao da, chân đàn, USB, bảo hành 3 tháng, trọn bộ 16 triệu. Rồi, mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ ngay. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.